Tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội, phòng trưng bày truyền thống với chủ đề Dấu ấn quản lý thị trường đã chính thức được mở cửa. Đây là nơi lưu giữ và trưng bày các hình ảnh, tư liệu, hiện vật về quá trình hình thành và phát triển lực lượng quản lý thị trường cả nước. Mỗi hiện vật, mỗi tấm ảnh trưng bày là một câu chuyện đầy cảm động về những đóng góp của lớp lớp thế hệ quản lý thị trường. Phòng trưng bày truyền thống Dấu ấn quản lý thị trường được khai trương là một trong những sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm truyền thống lực lượng quản lý thị trường, mùng 3 tháng 7 năm 1957, mùng 3 tháng 7 năm 2022. Sự kiện do Tổng cục Quản lý thị trường tổ chức từ mùng 1 tháng 7 đến hết mùng 6 tháng 7 năm 2022. Thì nhân dịp vào 65 năm thành lập lực lượng quản lý thị trường, chúng tôi mở phòng trưng bày với cái chủ đề là Dấu ấn quản lý thị trường để trưng bày cái hiện vật đã đi theo cái lịch sử 65 năm của lực lượng quản lý thị trường. Ở đây thì có rất là nhiều những hiện vật rất là quý, những cái ảnh ghi lại những cái chặng đường phát triển của sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Nhà nước đối với lực lượng quản lý thị trường. Rồi những cái hiện vật, những bộ quần áo từ ngày xưa và những bộ quần áo hiện nay, rồi những cái hiện vật, những cái tang vật mà chúng tôi thu giữ trong quá trình kiểm tra những cái vụ việc thực sự điển hình, rồi cả những cái kỷ vật rất đặc biệt, ví dụ như có cái thẻ kiểm soát nguyên thị trường của nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Đối với quản lý thị trường, lực lượng chuyên trách chủ công trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ thì việc có một không gian truyền thống để lưu giữ tiến trình hoạt động của lực lượng là điều hết sức cần thiết và có ý nghĩa. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả trong cuộc chiến chống hàng giả, Tổng cục Quản lý Thị trường thường xuyên, định kỳ, mở cửa phòng trưng bày nhận diện hàng thật, hàng giả, để các doanh nghiệp, người tiêu dùng chia sẻ thông tin về những sản phẩm của đơn vị đang bị làm giả, nhái trên thị trường, giúp người tiêu dùng nhận biết và nâng cao kỹ năng trong lựa chọn sản phẩm. Hy vọng phòng trưng bày này sẽ là nơi để doanh nghiệp và người dân có thêm thông tin về các hoạt động phòng chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả của lực lượng quản lý thị trường.